Xin chào các bạn, tôi là thành viên của Maka và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta liên kết Sendbay với Sendor để chúng ta thực hiện rút tiền về nhé. Thì để mà liên kết được với Sendbay thì trước tiên bạn cần tạo được một cái tài khoản Sendor và sau đó bạn sẽ vào trong Sendor và bạn sẽ thấy được ở cái trang giao diện đầu tiên nó sẽ hiện ra một cái phần liên kết Sendbay như thế này. Thì chúng ta có một cái đường dẫn ở trên, thì mình sẽ chỉ đường dẫn các bạn là bán.sendor.vn và duyệt bản tin. Thì chúng ta sẽ có một cái phần liên kết Sendbay như thế này và mình sẽ ấn vào thực hiện liên kết. Sau khi mà ấn vào thì chúng ta sẽ được chuyển sang một cái trang mới, đó là trang link Sendbay. Thì chúng ta thực hiện liên kết bằng cách điền số điện thoại vào đây. Cái số điện thoại mà chúng ta dùng để tạo shop ấy, thì chúng ta sẽ điền vào đây. Sau khi mà điền xong thì chúng ta sẽ ấn vào chữ là gửi mã xác thực và điền cái mã xác thực được gửi đến số điện thoại đó để chúng ta có thể tiếp tục. Rồi, và chúng ta ấn xác nhận. Ngay lập tức chúng ta sẽ được chuyển ngay tới một trang web khác. Thì ở trong trang này nó sẽ có một cái thông báo và chúng ta sẽ ấn vào xem hướng dẫn nhé. Để cái thông báo đây, chúng ta ấn vào xem hướng dẫn. Và chúng ta ấn vào chữ ấn vào đây để chuyển sang trang Sendbay. Thì ở đây nó có cái Sendbay của mình, thì mình ấn vào số điện thoại khác nhé. Thì các bạn chú ý khi mà các bạn ấn vào Sendbay thì nó sẽ ngay lập tức ở một trang đăng nhập như thế này. Và các bạn điền đúng cái số điện thoại mà lúc nãy các bạn đã nhận mã OTP để điền. Và điền vào đây và chúng ta tạo một cái Sendbay nhé. Rồi mình ấn tiếp theo và mình nhập cái mã OTP vào. Các bạn chú ý điện thoại mình để mà điền vào cho chính xác nhé. Chúng ta chỉ có khoảng 1 phút thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn mã số bí mật. Các bạn nên nhớ mã số bí mật này chỉ cho chính bạn biết mà thôi và không ai được biết nữa cả. Bởi vì khi có một ai đó mà họ có cái mã số bí mật này thì đồng nghĩa với việc họ có thể tiêu tiền, sử dụng tiền trong tài khoản Sendbay của bạn và bạn sẽ bị mất tiền một cách rất là vô lý. Rồi, bây giờ sau khi mà đăng nhập vào được Sendbay rồi thì chúng ta sẽ thực hiện liên kết và chúng ta chứng thực cái tài khoản của mình. Đây, trong phần trang chủ mình ấn vào Sendbay. Ở đây nó đang bị lỗi nha các bạn, cho nên là nó chỉ hiện xin chào và nó không hiện nhiều những thông tin khác. Thì bây giờ mình sẽ load lại cái trang chủ một chút. Rồi, bây giờ nó đã vào được trong cái trang giao dịch. Thì mình sẽ ấn vào trong phần trang chủ tài khoản và mình ấn vào chữ chứng thực tài khoản. Đấy. Thì trong chứng thực tài khoản thì các bạn phải điền đầy đủ tên của chủ tài khoản. Đấy, mình điền vào tôi Hồ Công Sang. Rồi, ngày tháng năm sinh. Đấy, mình có thể điền cái thông tin của mình vào đây. Rồi, mình sẽ điền địa chỉ email. Rồi, mình tiếp tục điền cái địa chỉ vào. Cái địa chỉ này mình có thể là điền cái địa chỉ ở của mình hoặc là cái địa chỉ mà công ty mình đều được nha các bạn. Cái này nó không quan trọng lắm. Rồi, giấy chứng thực thì chúng ta để là chứng minh nhân dân nhé. Bạn nào mà sử dụng passport, hộ chiếu thì chúng ta chọn hộ chiếu. Rồi, số chứng thực tức là số chứng minh nhân dân. Mình sẽ điền cái số chứng minh nhân dân vào. Rồi, mình sẽ điền ngày cấp và cái nơi cấp. Nơi cấp, rồi mình điền luôn vào. Rồi, xuống dưới một chút thì mình sẽ thấy là ở đây Sendor yêu cầu 3 loại hình ảnh nữa. Đấy, tất cả những cái thông tin đó.
thì xin lỗi còn yêu cầu thêm ba loại hình ảnh. Thì thứ nhất là cái mặt trước của chứng minh nhân dân, mặt sau của chứng minh nhân dân và ảnh mà người chủ cầm cái chứng minh nhân dân. Đấy, ba cái ảnh rất là khó. Chúng ta cần chụp đầy đủ những cái ảnh như yêu cầu để mà được duyệt. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào và chúng ta chỉ cần đầy đầy đủ là chúng ta được duyệt. Đấy, mình điền cái đầu tiên là mặt trước, sau đó mình sẽ điền cái mặt sau của chứng minh. Đấy, rồi rồi cuối cùng là mình điền cái ảnh có cầm chứng minh nhân dân. Đấy, ok, vậy là xong, mình chỉ việc ấn đồng ý và sen đỏ sẽ tiến hành duyệt cái tài khoản này cho mình. Đấy, cái việc chứng thực này nó sẽ diễn ra trong vòng tối đa là 3 giờ làm việc. Thì các bạn yên tâm là nếu như các bạn làm vào buổi sáng thì chắc chắn là buổi chiều các bạn sẽ được duyệt rồi, rất là dễ dàng và nhanh chóng. Thì sau khi chứng thực cái tài khoản này thì chúng ta sẽ chuyển sang một bước nữa, đó là chúng ta thêm tài khoản ngân hàng vào. Đấy, tài khoản ngân hàng, và chúng ta sẽ bấm vào chỗ là thêm tài khoản ngân hàng để thêm. Thì chúng ta chọn những cái ngân hàng nào mà chúng ta có sử dụng để mà điền vào, sau này chúng ta rút tiền vào đúng cái tài khoản đó. Ví dụ như bây giờ là sẽ điền một cái tài khoản của mình ha, đây là tài khoản ngân hàng, chọn vào rồi mình điền số tài khoản vào. Rồi sau đó mình ấn đồng ý. Đây, thì hệ thống nó sẽ báo cho mình là tài khoản này đã tồn tại, tức là cái tài khoản này mình đã sử dụng rồi. Thì sau cái ví dụ này các bạn sẽ thấy là khi một cái tài khoản mà nó đã được sử dụng rồi thì các bạn không thể nào sử dụng nó để liên kết với một cái shop khác, một cái tài khoản khác được. Để các bạn có thể hiểu cái điều đó. Và nếu như các bạn muốn sử dụng một cái shop mới thì các bạn bắt buộc phải sử dụng một cái tài khoản mới. Thì bây giờ sang điền bừa một số khác thì các bạn sẽ thấy là hệ thống sẽ báo là tài khoản không chính xác, vui lòng thêm là tài khoản ngân hàng. Thì các bạn thấy đó, rõ ràng là hệ thống sen đỏ nó rất là thông minh và nó sẽ ngay lập tức nhận ra cái việc mà chúng ta điền sai hoặc điền nhầm cái tài khoản ngân hàng. Và các bạn nên chú ý là chúng ta phải cố gắng lập một cái tài khoản ngân hàng để điền chính xác vào đây, và chỉ việc ấn đồng ý và nó sẽ thực hiện liên kết cho chúng ta. Đấy, chúng ta phải chú ý cái phần này, rất là chú ý cái phần này, bởi vì đây là cái chỗ mà nó giúp chúng ta lấy tiền về khi mà chúng ta bán được hàng. Sau khi mà chúng ta xác nhận thì nó sẽ chuyển cho chúng ta một ít tiền vào cái tin nhắn, và các bạn chỉ việc điền cái số tiền đó vào đây nha. Điền ví dụ nó chuyển 200 đồng hoặc 100 đồng, chúng ta điền vào đây, vậy là nó sẽ thực hiện xác thực thành công. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau. Nhớ like và share cái video này, cùng với việc subscribe cái kênh Maca của mình để theo dõi những video khác nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.